Cái điều đuôi dài chân vàng con điều này đuôi này mấy tấc rồi, đuôi mà mấy tấc rồi, sao tấc mấy bảy tấc, con này râu phải không, chích râu phải không, có râu kìa, vậy hả, màu điều này cũng đẹp, bóng kìa, như con này vậy nhiêu, nhiều cũng bán, con này nhiêu. Mấy trăm ngàn à? Vậy hả? À, nó lỗ cái mồng trà. À, cái này là mồng trà chứ không phải mồng chích nữa. Mồng chích giá nó cao hơn phải không? Cái này thì coi cái nó coi có coi dãy gì không? À, không gì không phải như là gà nồi hả, gà nồi phải coi dãy từng đều lựa được không, đều con này chắc cũng cũng còn tơ cũng 5-6 tháng ha, 6 tháng mà con này đuôi dài hơn con kia nãy ha, nếu mà mòn chích là nó tiền giá tiền nó cao hơn ha. Làm cái cây cho nó nhảy lên nhảy xuống như cũng như nó vận động vậy ha, cũng được ha, cũng hay, vì nó ngủ trên đó nó ít dơ nữa.
sát luôn.